Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Đại huynh rượu quá nghèo nhưng nồng nàn hương gì, để xin kính cẩn trao tay mời người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho dạng chữ chung tình. Tăng 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 tăng. Cái gì lãng giang dữ vậy trời? Hồi đang hát ngon lành có tự nhiên mà hết là sao tôi đang đờn vô nó phê dữ lắm á. Hồi nghe ông Thanh Sang hát là chỉ ghiền được có khúc đó thôi, tại vì khúc đó nó hay phải không? Thôi vô cái đi. Đây nè. Này. Phải công nhận nha. Cái lũ đế của tao với cái lẩu của bây ha. Ai cái mà hợp tác lại với nhau là bá phát luôn đó nha. Hết sảy luôn đó. Này. Sao kỳ vậy? Yeah. Sao tự nhiên mà đang nhậu ngon lành rồi ca này kia cũng ngon lành mặt mày bí xị là sao vậy? Sắp tới đây là ruộng của tôi với ruộng của chú nè. Bây giờ nước mua lại làm đường làm xá rồi đó. Rồi tôi không biết tôi lấy gì tôi sống nữa trời. Trời ơi, tưởng chuyện gì mày lo xa quá. Nè nè, nói cho bay nghe nè. Nước nổi bèo nổi, không có đất thì mình có tiền. Vậy thôi. Ha. Ê, nhưng mà tao ngẫm nghĩ thì tiền nó xài hoài nó cũng hết. Thì đúng, đúng rồi bây. Nhưng mà dẫu sao thì bay vẫn còn trẻ ha. Có gì bay còn đi làm công nhân được chứ còn tao ha, coi như không có đất là thua. Thua đậm luôn. Chú nói cái đó mới quan trọng đó. Thấy không? Gì, cái gì mà ấy cái miệng hoài vậy? Tôi nhậu quá cái hàm tôi nó mỏi. Tại mày nói nhiều quá đó, nói nhiều người ta nhiều khi rồi dĩ gió nó vô coi chừng bị mắc bố quá nha. Xàm giếng. Đây nè. Tôi nghe lời chú á, kêu đừng có tính tới tính lui gì hết. Nhưng mà tôi hỏi chú tiền ăn cũng phải lỡ. Đúng không? Mà bây giờ coi như là trời ơi thiệt, làm xong rồi tiền bao nhiêu rồi vợ tôi giữ hết trơn. Lo xa quá, lo xa quá nha. Dẫu sao bay vẫn còn đất, nghe không? Cùng lắm là cái đất đó để cho vợ con bay cài. Còn bay có cái nghề tay trái rồi là cái nghề đi lưới cá. Đó có nghề lưới cá. Còn tiền mà tiền đất người ta bù lỗ cho mình, người ta trả tiền cho mình gửi ngân hàng lấy tiền lời. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô. Ủa, con chào chú Bảy. Sao chú nhìn con mà chú ngạc nhiên quá vậy? Không, sạc. Hai người đang nhậu hả? Con có mua cái này nè, ngon dữ lắm chồng. Hồi nãy em đi ra ngoài cái tiệm á, em thấy hả người ta bu đông đen luôn. Xong rồi cái em phóng vô em mua cho chồng một phần. Thấy em thương chồng à? Sao vậy, bị gì vậy? Ui trời ơi. Sao vậy? Gì vậy? Tôi lấy nước ấy cho mắt cho tỉnh, lấy cái rượu cay quá. Vậy? Bà vợ tôi hả? Trời ơi, người ta đẹp ngời ngời như vậy không nhận ra còn hỏi bà vợ tôi hả? Bộ đồ bà tôi hồi sáng mặc đâu rồi? Dục rồi. Cái gì? Thì dục rồi. Tại sao dục? Trời ơi, có vậy thôi mà cũng nổi nóng. Em với dì Bảy đi lên trên chợ, cái thấy cái xóm ra bán cái này nè, đẹp quá. Cái còn với lại thím vô, sọt bộ đồ. Xong bộ đồ cũ làm gì? Dục. Trời ơi, đem về đây nó dơ nhà, mà nó giống như là nó rác ở trong nhà đó. Đúng không chú Bảy? Cái gì vậy? Sao vậy? Bà ăn mặc cái kiểu nói đâu có biết, đang nhìn về hướng này đâu có biết là nó còn đứng đây. Trời ơi khổ ghê vậy á. Bây giờ tiền nhận được rồi, bây giờ ăn xài cũng có chừng có mực. Nghĩ sao kêu đưa 10 triệu rồi mới đây đi về chắc banh luôn 10 triệu rồi không còn đồng nào á. Ê, hình như là hồi nãy vợ mày nói là đi với vợ tao đúng không? Thì đúng rồi, nói là đi chung với thím Bảy đó. Trời ơi, vợ mày mới Phú Quốc một phát mà hết 10 triệu rồi. Bình thường. Con vợ tao nó không có vừa gì đâu. Nó mà để một phát là cả trăm triệu luôn á. Thím mà xài vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ tao phải đi về liền mày ơi. Chết. Bữa khác uống tiếp đi. Bữa khác đi. Con coi chừng thím bây giờ bà không còn là dĩa bánh bèo nữa nha. Bà thành là cái dĩa bánh đúng luôn á. Là gặp ai là bà đúng cho ăn luôn á. Trời ơi, tự nhiên nhà tôi bữa nay trở thành quán nhậu vậy trời. Gì kỳ vậy trời? Em sao quên cây cầu dừa, tươi tháo nó đùa.
em sẽ quên cây cầu giữa đường phía có nhau về. Trời, có tiếp viên hàng không nữa kìa. Bữa nay lạ luôn nghe. Cầu về đăng thính cho em qua đê, cầu về đăng thính chưa chân quê. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp đẹp, nhưng mà bây giờ cái này giống như là cái sân bay phải không? Sân bay trên đầu ông á. Ừ, sao sân bay? À, sân bay có tiếp viên luôn. Tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không nè. Đồ đẹp ha. Đẹp. Đẹp. Bây giờ tôi hỏi thiệt bà nữa, bữa nay bà mua cái bộ đồ này bao nhiêu tiền? 3.1 triệu. Cái gì? Mua đến Thượng Hải mà. Ba triệu một. Ờ. Trời đất quỷ thần thiên điện. Chưa. Nó vui lắm nè. Quà tôi. Tiền là gì? Tiền là tiên là Phật. Tiền là sức bật của tuổi già. Tiền là cái đà danh vọng. Tiền là cái lộng che thân. Tiền là cái cân công lý. Nói chung có tiền là hết ý. Bây giờ mình nhiều tiền quá, mình làm cái gì? Cuối cùng mình phải đưa cho vợ con mình nó xài thôi. Để mai mốt rửa mình chết đi rồi đó, vợ mình nó xài, con mình nó xài. Đó, cho nên bây giờ mày thấy tao không? Trực quốc, trống pháp. Ừ, ngay cả cái quán cà phê bà cũng đóng cửa luôn. Đó, bây giờ là phải đi làm phụ mày đó. Coi như ở đợ cho mày. Chú làm như con mình chú khổ vậy đó. Ở đây chắc tôi sướng lắm mà trời. Tôi giờ cũng cái mình không chứ làm gì đâu. Nghĩ sao mà tôi làm á hả, là tôi là tên là Hai Lúa. Ừ. Mà giờ không có cọng lúa nào để làm hết trơn á. À mà làm như tôi ăn ở với chú sao, ăn ở sao á, ác nhân thất đức lắm sao á. Đi hết nguyên con kênh không lưới được con cá nào trơn là sao. Đẹp trời ơi, con không có đất sống hú hồn gì là cá là sao nó sống nổi. Hớt vang rộn ràng. Trời ơi, ở đây bây giờ không còn con cá nào, kêu đi chỗ khác hát giùm đi chú Bảy ơi. Ta nói đi cái xe mới á, nó đã gì đâu á trời. Rồi, đi vô, đi vô. Để hỏi thăm hai anh này coi. Anh ấy ơi, anh ấy cho hỏi thăm nhà ông Bảy Bình Bác ở đâu. À, còn cho em hỏi thăm nhà cô, à quên, nhà anh Hai Lúa ở đâu. Ủa bà Liễu, bà Liễu vợ tôi nè. Ủa, trời ơi, ủa, có ông Bảo nè. Đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Nhìn không ra luôn. Vậy mới là không ra nè. Mới mua. Mới mua. Bà mới mua xe này. 50 triệu. 50 triệu. Ờ, ở ngoài showroom. Trời ơi, mà cái giá này giá khuyến mại đó chú. À, showroom là cái gì? Trời ơi, thiệt bởi vậy. Quê lắm nè nha, quê lắm nè. Có vợ bây giờ người ta xe show vậy mà mình không biết cái gì hết. Showroom là gì? Show là gì? Là cái show. Room là cái gì? Room là rượu rum. À, chỗ bán rượu rum. Đúng rồi, đó là vừa bán show, bán rượu rum. Mà bây giờ cái xe để ngoài đó thành ra là nghe mùi tổ mà không nghe mùi rượu rum. Bởi vậy tao nói thà đừng nói. Đừng nói thì người ta còn nghi nghi là mình quê quê. Mà nói ra cái là xác định luôn. Gì? Xác định gì? Nói một cách lịch sự là mình không biết đi. Rồi, cái showroom. Cái showroom là cái chỗ mà người trưng bày xe để bán. Đó, thấy không? Cái này xin sọn không? Nói đại đi, mình nói đại là chỗ trưng bày xe đi. Không phải, mấy cái người mà có tiền á là người ta không có nói là trưng bày xe hay là bán xe. Bà có tiền quá ha, bà có tiền quá ha. Cái tiền của ai? Tôi làm, tôi là người làm ra. Bà lấy mà đem xài. Bây giờ tôi cần tiền làm ăn, lấy tiền đó tôi làm ăn hả? Nhưng mà mình nhiều tiền quá mà mình để làm cái gì vậy chồng? Mình nhiều tiền mà mình khổ lâu mình phải xài để người ta biết là mình nhiều tiền. Đúng chứ rồi, nếu mà con mà không xài cái gì ra đường đâu ai biết là có tiền. Đi xi măng 4 số 9 luôn á, không phải 18 đâu. Đùa đâu, đùa đâu. Xi măng luôn. Đây nè, đây nè, đây nè, hộp thiệt nha, không phải hộp không phải hộp nhựa nha. Thím ơi. Hộp thiệt. Thím còn lại thím. Ha. Thím thương gia đình con đi. Ví dụ thím có xe xua, thím muốn mua hộp này, hộp kia, hộp cái gì, hộp xoài gì đó tùy thím. Thím đừng có xúi vợ con, nó ngu lắm. Không, bảy giờ. Thím không có xúi em. Vậy chứ sao? Nói vũ tao á. Ba xúi hả? Ừ. Trời ơi. Em rủ đi, tại vì em thấy là gì mà bây giờ mà làm lên là chú Bảy đâu có nhận ra. Đó, hồi nãy chú Bảy đâu có nhận ra đúng không chú Bảy? Đúng rồi. Thôi đẹp mà. Thôi đưa cho nó đi, giờ mình đi tiếp. Đưa cho nó. Thôi được rồi nè. Bây giờ hai người ăn đi. Không sao ăn hả? Bánh mì. Trời ơi, chi vậy? Mà nói nghe nè, bánh mì này là bánh mì thịt nguội là sang nhất. Cái xe bánh mì mà mắc ở ngoài thị xã luôn đó. Thôi bây giờ hai ra thím cháu. À, bây giờ mình về nhà mình nghỉ ngơi đi, đừng xài nữa ha. Không được. Còn nhiều chuyện để mừng lắm. Tại vì là đem bánh mì về xong bây giờ là hai dì cháu mình là coi như là đi nó khô như cái đám rạ vậy. Rồi đó. Bây giờ phải đi đâu? Làm mần tóc. Đó. Hay nè, cái mần tóc này được nè, tại vì sao? Nữ làm đẹp là cũng phải làm đẹp cho nam luôn. Đúng rồi. Luôn chú Bảy đi làm. Bây giờ không, theo con thấy đó, chú đã lỡ như vậy rồi thì mình chịu khó làm sao cho giống như là ở sau nó có nguyên cái bính dài vậy nè. Đó mình nói gì? Nói tóc. Thôi bỏ làm đi. Cái bính dài. Đó. Thôi bỏ đi nói nghe nè.
Bây giờ mà em dẫn ông ra ngoài tiệm tóc đó là nó đóng cửa tiệm luôn. Sao đóng cửa tiệm? Còn cọng nào đâu mà. Bậy. Sao còn biết sao? Còn hai cái mé này. Đây đàn ta cũng có chởm đây nè. Ông mới giữ thể diện cho tôi chứ. Nghĩ sao mà tôi như vậy mà dắt một ông như vậy đi ra tiệm tóc mà mượn tóc. Trời ơi quê chết đi á. Rồi bây giờ sau khi đi tiệm tóc là đi đâu nữa không? Đi bằng da. Làm da, người ta gọi là đi xì ba. Xì ba. Xong rồi đồ ổ ngoài xì ba nó có cái vụ mà kia bằng cái gì? What? What là cái gì? What là cái gì? What lông. Có nghĩa con nghĩ là cào đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ta dán vô cái gì cái tát. Gì là ngoại tốn tiền. Về nhà tôi cạo cho. Không, con có cách này hay hơn. Cách gì con? Cứ việc đem ra ngoài lấy sình đắp lên, phơi nắng chút xíu nữa sình nó khô làm cái giật ra cái phát. Đó, đó cũng là một cách hay. Thôi thôi, cái bằng kiểu đó là tháo khớp bỏ luôn á. Bởi vậy nhà quê á gì không có biết những cái mà làm đẹp như bây giờ, không có biết hưởng thụ, không có biết xài tiền. Thôi được rồi. Bắt đầu hôm nay cái mỏ dảnh gì lắm rồi nha. Vừa thôi nha. Nè, con nói thím nghe, làm đẹp là nhu cầu tất yếu, nhưng mà vừa phải thôi. Cũng phải biết là cái đồng tiền của chồng mà nó làm ra nó cực khổ. Được. Không phải, tiền này không phải tiền làm ra. Tiền này tiền bồi thường. Dạ, thưa thím. Tiền bồi thường nhưng mà để dành cho gia đình xài chung. Đúng. Thì có để dành rồi, còn cái nào xài nào để. Xài ít mà, chua. Mới có 100 mấy à. Trời ơi, ghê quá, chú đưa cho con một cái khăn. Chú đưa con một cái khăn đi. Cầm đi, cầm, đè lên. Rồi, quấn lại. Rồi, con chỉ bỏ tay. Thôi, vậy em quá. Mệt quá, đi. Thôi đi mệt gì? Quá, mình đi tiếp đi, trời ngoài xì ba nó hẹn đó. Đúng rồi, trễ giờ. Thôi, giờ đi nha chồng yêu. Trời ơi, người ta mới xài có 100 mấy mà làm la lèn la sớm là. Ông ấy mình đi rồi mừng đẹp xong, cái mình ra mình quất dài bộ nữa trời. Chánh nè, chánh nè. Đội nó lên đi ba. Chú thấy chưa? Chú thấy tai hại không? Chú là người suối tôi đàng hoàng, chú kêu thôi bây giờ tiền mình có vậy em đưa cho vợ xài đi đó, vợ xài đó, xài cái điều gần sắp banh luôn rồi đó. Hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ thấy cái hoàn cảnh như thế này là mình hiểu thân phận của mình như thế nào rồi đúng không? Chú quyết định rồi, bây giờ chú phải đi vô chùa mua cái mỏ để rồi chú tự gõ tu hả? Tu kệ, có thực mới giật được đạo. Cảm ơn con. Rồi mà chừng nào chú lên chùa? Khoảng 1-2 bữa nữa ha. Chú báo trước cho tôi biết nha. Để cái gì tôi sắp xếp đồ, coi như tôi bỏ hết toàn bộ đồ, với lại tôi mần luôn cái khúc trên này còn lại đó. Rồi xong rồi tôi lên trận tôi với chú luôn. Tôi luôn. Coi như nó bình an đi, chứ ngoài đời toàn là quỷ với yêu ma không à. Làm sao mà sống nổi. Tin là tin nhiều khi không mà có. Tin là tin nhiều lúc có như không. À quên không. Tin là tin nhiều lúc có phải xài. À ha, sướng quá. À chào vợ của hai luôn. Ai vậy? Chú Bảy nè con. Chú Bảy. Chú Bảy nè. Trời ơi. Chú Bảy Bình Bắc. Thấy sao? Thấy phong độ đúng không? Hấp dẫn con. À quên không, hấp dẫn. Cái này không có được. Dạ. Con nói đó, chồng Bảy nó nghe được là dạ, chết dạ, nghe sao, chưa? Sao. Hấp dẫn quá. À quên. Đẹp trai quá chú. Phong độ đẹp quá. Đẹp lão, rất là phong độ. Nhưng đúng mà rồi, chưa. Rồi. Cái ngạc nhiên này nó chưa đã bằng cái ngạc nhiên kia đâu. Còn gì nữa? Chuẩn bị ngạc nhiên tiếp theo nè. Đứng đi. Ai vậy chú? Chồng Bay đó. Đó. Chồng Bay đó. Hai lúa chồng con à? Trời ơi trời. Sao nhìn khác quá chú. Nó đập đi xây lại hết toàn bộ luôn. Bao nhiêu tiền chú? 4.5 tỷ. Đúng ra thì nếu mà người khác thì chỉ có khoảng 2 tỷ mấy 3 tỷ thôi. Còn tại vì chồng của Bay là phải kéo cái chân cho nó dài nữa, cho nên là 4.5 tỷ. Trời ơi, như vậy là hết tiền của con rồi. Như vậy là bao nhiêu cái tiền bồi thường đất của con là hết trơn rồi hả chú? Mày muốn nó đẹp như vậy mà đúng chưa? Thì con muốn chồng con đẹp như Hàn Quốc vậy nè. Nó nói với chú là có tiền mà chơi sáng láng luôn. Thấy không, bây giờ nó là một tài tử Hàn Quốc. Đẹp trai hơn tài tử Hàn Quốc luôn nữa đó. Dạ đúng rồi, nhìn thì... Nhưng mà bây giờ là chồng mấy là đẹp trai như tài tử Hàn Quốc. Chú đã lên đời như thế này, bây giờ chú cũng phải hơn nó chứ. Chú còn đâu có thể nào mà chấp nhận thua nó được. Tới cái phong độ này là chú phải đập đi xây lại luôn. Chú phải cho chú trở thành tài tử Mỹ. Tôm rút hay tôm xuống cái gì đó.
không thành vấn đề, bởi vì chú đang có tiền. Đập đi xây lại bây giờ, chú giao cái hộp này cho con tự đập nha. Chú về chú đập đi xây lại. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Ủa sao kỳ ta. Chồng ngồi đây. Chồng ơi, không mấy bây giờ em đập hộp chồng cái nha. Nha chồng ngồi im nha. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tự nhiên sao mà nghĩ ra cái chuyện mà đi sửa cái gì không sửa, đi sửa nguyên cái mặt. Hả miệng ra. Hả rồi. Rồi miệng đâu? Bà đuôi hả? Bà là vợ tôi, chỗ nào cái miệng, chỗ nào cái lỗ mũi bà cũng thấy hả bà nội? Rồi bây giờ bích bụng vậy rồi bị đường đâu mà ăn hả? Đó, làm cho giống như bà. Tại vì bà muốn vậy mà, đúng không? Chơi là phải chơi cho tới bên. Đập đi xây lại là chuyện nhỏ đối với tôi. Về đó nghe, nói cho bà biết nghe, mới sơ sơ gì là 6 tỷ rồi đó nha. Còn nếu mà làm toàn thân là 10 tỷ luôn á. Nếu mà đang làm nửa chừng không đủ tiền cho nên chỉ làm cái đầu thôi. Đó, làm như ý bà muốn, đúng không? Làm búp bê Ken. Nhưng mà bây giờ hiện tại nó bị hư cho nên trở thành cua ba thông. Ông Bảy ơi. Tôi nè. Bồi thường đất mình được có 6 tỷ thôi. Đúng. Tôi mới đi shopping có mấy chục triệu hà. Ông dậm chân, ông la làng, ông biểu tôi là phát của, không biết sót tiền. Đúng. Bây giờ ông quất nguyên cái đầu ông 6 tỷ. Bà muốn trẻ chung mà bây giờ phải chơi cho nó trẻ chung luôn giống bà mới được, đúng không? Rồi ăn mài luôn hả Bảy? Chú Bảy ơi. Như vậy để cho bà thấy đó. Chứ thật sự tôi không có sửa, không có đập đi xây lại cái gì hết trơn á trời. Vậy là còn 6 tỷ á? Còn y nguyên 6 tỷ đồng. Bảy ơi, vậy là bây giờ bà mừng tiền hay là mừng tôi? Mừng. Tôi mừng tôi có lại Bảy Bình Bác. À, hồi nãy bà nói rồi đó nha. Nói rồi. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Con nhìn thấy chú Bảy á, con mừng quá, con vui quá. Bây giờ con chỉ có một điều ước thôi. Sao? Đó là con ước gì con sẽ đi làm rồi con kiếm tiền. Con kiếm đủ tiền để con đem anh lúa của con đi phẫu thuật lại để trở về giống như chú Bảy thôi à. Con không ước cái gì nữa mà. Ê, cái giọng cười này nó quen hơn à. Ủa? Cái giọng này nó đúng hơn giọng nghe hả? Chưa? Nghe cái giọng cười này chưa? Anh lúa ơi. Sao? Lúa của em còn mơ ước nữa không? Không, em không mơ gì nữa hết đó. Em chỉ muốn có lúa xấu xí thôi, không có cần hàng quốc gì hết nha lúa nha. Ủa, con con hẳn búp bê hư này. Dạ. Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ơi, nội. Trời ơi, quốc cái đầu này nó đuối trái chuối luôn á. Nó đuối hơn chạy ruộng luôn á. Đây là thằng bạn thân. Ừ. Thì hai chú cháu nhờ thằng này nè. Nhờ quà đó đóng kịch để cho hai người sáng mắt ra. Chứ không lẽ hai chú cháu tôi điên tiền đâu, tự nhiên lấy tiền mà đền bù mà mình để đi đập đi phá chi cho đã cao. Trời ơi, coi như là mọi chuyện giải quyết xong. Ừ. Chú với thằng lùn này. Rồi. Nhớ cái chầu tối nay nha. Tao biết rồi mày. Nhớ ha. Rồi thôi. Con về đây, rồi không đi làm nữa. Cảm rồi, cảm rồi. Rồi chào cả nhà. Vui mừng quá. Thấy chưa? Chú Bảy thấy chưa? Chỉ có tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Chuyện bệnh. Có sốt đâu. Mày kiếm cái đồ mà sửa điện thoại mà cái máy đó sửa điện thoại đó. Mày coi nó có lên sóng hay không. Sao xạo mày đặt bắt mạch tao rồi đó. Thầy thấy ngồi uống trà mà nó sốt làm. Tao đang buồn bực mà lên bệnh luôn. À, ý chú nói là bị tâm bệnh á hả? Chứ sao mày? Mà vụ gì buồn? Vụ hai thành á, có bồ á. Thì sao? Thì tao sớm xác. Tao tưởng rồi là ông hối hận về việc mình đã làm với chú. Trời ơi, anh ba, không biết anh ấy hay sao. Trời ơi, anh ấy, ai lo lắng cho anh ấy, mình phải qua đây chăm sóc anh ấy. Có lý mày. Mình phải giả bệnh đó để coi cái bà tư đối xử với mình thế nào. Ý còn vậy đó. Đây. Cái gì đây? Tiền. Tiền, hối lộ hả? Hối lộ gì mày? Trời ơi, tự nhiên đưa hồi tiền cho người ta là hối lộ chứ là gì nữa. Này là thương mày, nhờ mày hiến kế cho tao. Lì xì.
thương đúng không? Ờ. Lì xì đúng không? Ờ. Chứ không phải hối lộ đúng không? Không. Con cảm ơn. Yeah. Nhưng mà khoan nè, mày thương tao, mày hiến kế cho tao. Dạ. Yeah. Thì mày phải thương nó tới cùng. Sao nữa? Cái hậu sao rồi mày phải lo cho tao chứ. Rồi hiến kế vậy. Mà trả lời này. Giờ bây giờ chú muốn gì cũng được chú ơi. Lấy lại sao được chú ơi. Cái biện mày là cái lè lẻo bếp chứ mà. Mà đi mày nói tao bệnh nặng thì nọ trong coi bà Tư thế lẩu bãi thế nào. Đúng chưa? Sẽ là người đi báo tin chú bệnh. Đó. Tao này thông minh nè. Đây. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Dạ tớ. Nè, cầm mày đừng có bỏ ở dưới nghe nóng nghe con. Dạ. Tư nêm mà hành nè, tiêu nè, ớt tư để riêng nha. Ủa mà nói nghe nè, sao bình thường ổng qua đây ăn được, tự nhiên mấy bữa nay làm như xanh trứng hay gì vậy? Bắt bay mua về làm sao? Chú ba nói với con á, chú ba qua đây vì khó khăn, cằn nhằn quá nên chú không dám qua. Cha nội thì riết già, xanh tật đơm đặc dễ sợ. Quán người ta là quán buôn bán kiếm ăn chứ không có kiếm chuyện. Qua đây người ta bán bình thường, chẳng qua là tôi ít nói chuyện với ổng thôi, hiểu không? Dạ. Thôi con đem về cho chú ba nha. Ê khoan. Tao nghi một cái gì đó nó bất bình thường ở đây nè. Bày ngồi xuống. Bày ngồi xuống cho gì? Bày để xuống. Nói cho dì nghe. Lý do tại sao con cha ba Trung không qua đây ăn? Ba Trung không qua hả dì? Nhìn gì mà trả lời. Nhìn thẳng mặt dì nè. Dạ. Nói. Tại sao ba Trung không qua đây ăn? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Bớt nè. Khóc xấu lắm. Chuyện gì nói, bình tĩnh nói. Tội lắm dì ơi. Tội vụ gì? Chú ba. Chú ba bị cái gì? Mày nói lẹ lên đi. Ôi, chú ba chú ấy. Mà thôi, con nói. Ê. Cái thái độ của con là gì nghi lắm nha. Có gì đâu, con có làm gì đâu. Mặt méo méo, buồn buồn. Ổng không qua đây ăn được. Không lẽ ông ba ổng có cái gì bị nặng lắm hả con? Có gì đâu chú ba, có gì đâu con về. Mày để đó. Mày đứng lên một cái là tao xịt chó cắn mày liền. Mày phải nói cho ra cái chuyện này. Ông ba Trung muốn bị cái gì? Con cứ tưởng trước giờ coi phim Hàn Quốc mới có. Không ngờ bây giờ gặp ngoài đời thấy thương quá. Phim Hàn Quốc có cái gì ta? Phim Hàn Quốc nó có cái gì? Cái mà tóc rụng hết trơn, người hóp lại, tay chân run run. Ý là mày nói là bị ôm á hả? Chết rồi trời. Trời sao chị gì không biết cái gì luôn á. Mà anh ba anh cũng không có nói cho gì biết nữa. Chú ba dặn con nói rồi hả? Chết con rồi gì rồi. Chú ba dặn con không được nói gì rồi. Chú ba đi đi. Ơi. Chú về ba lẹ ơi. Đi. Trời ơi anh ba ơi là Tư ơi. Tư. Cái gì nữa? Qua đây chi nữa? Chú gì kỳ vậy? Anh qua quán tôi có gì không? Ủa còn gì ăn không? À, bây giờ giờ tôi còn có mì gói nè, còn nguyên cái quán nó muốn ăn cái gì tự ăn đi. Bà này bữa nay bà sao vậy trời? Cái nón tôi đâu mất tiêu rồi trời ơi là trời, thiệt tình luôn á. Tự nhiên rồi đổi tánh ngang kìa. Bị gì không? Bây giờ đổi tánh đổi nết gì? Anh muốn ăn đúng không? Anh đói bụng không? Ừ. Bây giờ tự ngồi xuống đi nha. Còn không mấy quẩn thì chạy vô tự nấu nước tự. Chú hát bolero chú. Bolero nha. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đấy, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Đã quá chú. Ông những hát cái lương hay mà bêu lê rô quất luôn hay sao? Sao đang hát hay mà mặt buồn nghe vậy chú? Vô uống uống chú, chú uống coi chú. Vô vui uống nè. Ê yeah.
không thích bolero thì mình hát cải lương lại, mình quay lại cải lương, mình quay lại cải lương nha chú. Làm bài cải lương đi chú. Đón nhị ca ơi, chén rượu đón thề hơi men còn phang phất đầu môi. Anh mang chi cả mong đạp thành phá lì. Trời không tựa lòng người dũng sĩ, nên giữa trận tiền anh phải chịu xa cơ. Ai bày ra chi cuộc tống tửu đau thương, lễ đưa tiễn rượu đào pha nước mắt. Chén rượu năm xưa kết giao tình bằng hữu, còn chung rượu ngày nay dứt đoạn nghĩa kim bằng. Nhức nách, nhức cái nách chú ơi. Trời ơi, đã quá chú. Hay thì có hay, nhưng mà trong cái hay đó con thấy phản phất cái nỗi buồn của trong chú nha. Lạ lắm nha. Hôm nay sao á nha. Vụ gì? Mày thấy tao buồn hả? Có buồn nha. Mày hay, mày đúng là quân sư. Bởi vì mày nhìn thấu tim tao, làm sao tao vui cho nổi tất. Chuyện gì buồn, tâm sự con nghe. Bà Tư. Bà Tư làm sao nè? Thì có tao với bà đang có tình cảm. Bà lúc nào cũng thương cũng quý tao, tao lúc nào cũng thương cũng quý bà. Đùng một cái thằng cha ba chung, bà giật nó hay sao tự nhiên nó ngã ra nó bệnh. Đó. Rồi bây giờ đó, bà ngã về phía bên ba chung. Bây giờ tối ngày đó, bà cứ lo cho ba chung không. Bà đâu có dòm ngó tới tao đâu. Mày thấy không? Buồn không? Mày theo mày bị buồn không? Trời ơi, tưởng chuyện gì? Chuyện mà bà Tư, ông ba chung. Chú nói sao? Ông ba chung bị bệnh. Nặng lắm. Ông bị gì nặng? Ung thư giai đoạn cuối. Ôi, chú ơi, làm gì ông ba chung bị bệnh chú ơi? Không có. Mày hay quá, mày hay hơn tao hả? Bây giờ bà Tư đó, ngày đêm lo cho ổng không? Ổng gần chết rồi. Mày thấy không? Đang vô quá chết, cái đầu bên đây rụng chọc lóc luôn á. Ôi, con khẳng định với chú, ông ba chung khỏe re, không có bệnh gì hết trơn á. Không bệnh. Sao mày biết? Trời ơi, cái vụ mà bệnh là do con bài cho ổng vậy. Vô Ê, mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe coi. Hả? Mày bài ra cho cha ba chung hả? Dạ, thì thấy thương ba chung. À, tự nhiên gặp thời gian thấy ổng tự nhiên mặt sụi xuống vậy nè, than với con, trời ơi khóc quá trời khóc, là ổng thương bà Tư nên kia nhờ con bài kế làm sao để cho mà bà Tư á thích ổng. Cái con mới suy nghĩ ra cái ý gọi là hay là chú giả bệnh đi. Cái đó. Vậy là mày về phe cho ba chúng vậy, lại về làm quân sư cho giả chứ vậy? Không có chú, không có, con phe chú mà. Thấy thương thôi à, thấy thương tí xíu thôi, con phe chú. Mày thương cho ba chung không? Vậy về ở với chả luôn đi. Đừng có chơi với tao nữa. Ê chú. Chú hai. Đang nhậu mà chú hai. Rồi, thương bên này, giúp bên kia. Rồi giúp bên này giúp bên kia. Rồi mình đúng hay sai? Thôi anh đừng có đi theo, anh đừng có nói gì hết, nói thiệt. Em nói nghe nè, bây giờ anh có nói cỡ nào em cũng không có tin được. Anh nhìn đi, thấy không? Hôm nay anh yếu, mà anh xuống sắc dữ dằn luôn á. Yếu ông nội của tôi chứ yếu. Thằng chả nào tới giờ y vậy chứ có yếu gì đâu. Anh nói sao, em thấy anh ốm quá trời ốm mà. Ốm gì vậy chứ, nào giờ chả có mập đâu. Tự nhiên cô mập, bây giờ cô nhìn ai cô cũng thấy ốm vậy. Kỳ vậy, tự nhiên nói hơi cái nói mập luôn vậy. Trời đất ơi, tôi nói thằng cha này đó, chả mưu mô xảo quyệt dữ lắm. Nói nhỏ tôi. Tôi nói để cho thằng cha nghe. À, làm bộ chứ có bệnh hoạn gì ở đâu. À, cô nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Tôi nói cô bị lừa, thấy không? Chưa đi biển, cô chưa thấy biển mặn đâu. Mà anh cứ nghĩ đi, ảnh đang bị ung thư giai đoạn cuối. Chứ đâu phải là khỏe mạnh gì. Trời đất ơi, tại ung thư giai đoạn cuối đó là cô biết. Không có còn thịt vậy đâu, còn xương không à, đi không có nổi. Bây giờ ngồi đây đó,
Đó, anh nhìn tóc tai kìa, anh thấy không? Bình thường tóc tai bù xù đội nón nhìn bảnh tỏn. Hôm nay nó vô thuốc rồi, bây giờ bắt đầu tóc nó rụng dần dần rồi đó. Trời đất ơi, ổng hồi nào tới giờ tóc có nhiều đâu. Cô thấy đi đâu cũng đội nón, đi đâu cũng đội nón theo. Nó hói rồi. Anh nói làm sao hói á, đó là cơ địa. Còn cái vụ mà rụng á, là nó rụng từ từ. Thôi, không có gì giải thích với cô nhiều quá. Tôi nói cô gì đó mà cô không nghe lời tôi đó. Rồi sau này đó cô đừng hối hận. Thôi, anh mắc cười quá. Em nói thiệt, đáng lý ra anh là đồng nghiệp với ảnh. Anh phải biết thương yêu, phải biết bao bọc cho ảnh. Phải biết chia sẻ những cái lúc mà ảnh gần như vậy. Anh biết không, người ta còn hôm nay chưa chắc ngày mai người ta còn đâu. Thôi, cô đừng giải thích nhiều quá. Tới sáng là mà mệt quá. Tôi nói cô nhiều vậy thôi. Đó, còn thương giải tôi sao không thương được. Làm chung mà sao không thương. Nhưng mà cha này chứ mua xảo quyệt. Làm bộ bệnh giả bệnh thế này thế khác. Đừng cho cô qua cô hối hận. Một lần cô la cô ấy giả bây giờ về ăn năn hối hận. Thôi, anh bớt cái miệng giùm em cái. Bây giờ nói túm lại là em không tin những gì anh nói. Em chỉ biết là ảnh đang bệnh rất là nặng. Ảnh cần sự chăm sóc của em, cần sự chia sẻ của em. Còn bây giờ thôi anh đi về đi. Rồi, không tin không. Sau này đó đừng có hở gì mà kêu tới cái tên Hai Thành nữa nha. Không bao giờ kêu. Không bao giờ hối hận. Rồi, tôi về. Bệnh nặng lắm phải không? Nó đi rồi chết mạnh giỏi nghe. Ôi, sao kỳ cục vậy? Đồng nghiệp mà cay độc quá mà. Anh ba, làm mệt nghe anh. Ông Quê Tư, buồn lắm. Dạ. Ông có nhờ Tư chăm sóc thì gần cuối đời rồi mà được Tư chăm sóc gì? Mừng lắm. Thôi mà đừng có nói như vậy, Tư buồn lắm luôn đó. Thiệt sự Tư không ngờ. Đừng có khóc mà. Tôi còn sống đây, tôi còn ngồi đây mà khóc gì? Thì anh giờ anh còn đó nhưng mà biết. Đừng nói vậy. Anh sẽ đi với em. Đi đến suốt cả cuộc đời, Huế, Hà Nội, đi đâu anh cũng đi được hết trơn cái trời á. Anh ba ơi, anh bình tĩnh đi, anh hồi dương hả anh ba? Không có. Không, hồi dương, cái này là hồi dương. Không có hồi dương gì, anh làm bộ bệnh chứ đâu có bệnh đâu. Anh làm bộ bệnh thiệt hả? Ừ. Anh ơi, vậy là anh khỏe đúng không? Khỏe rồi. Anh ngồi xuống, anh ngồi. Thương anh, em đi ngồi xuống dạ. Luôn ha. Anh ơi, anh khỏe là em mừng lắm rồi. Dạ, vậy là anh không có bị gì đúng không? Anh làm bộ thôi. Anh hoàn toàn khỏe mạnh. Ừ. Trời ơi. Sao không đi chết luôn đấy? Chết đi. Yêu quá rồi bây giờ người yêu kêu làm gì mình làm đấy đi. Chết dễ hả? Cả đây nè. Chỉ cần ta đẩy xuống đó, đẩy xuống mương đó, cắm đầu xuống đó chừng 2 phút là tắt thở. Chết đi. Ê cha hai. Tự nhiên ở đâu lù xuất hiện vậy? Rình trong đó chứ đâu. Trời. Ông rình. Thì rình mới biết ông chứ. Mới biết ông lừa đảo chứ. Thấy không? Bà đặt làm bộ bệnh đang cho bà Tư bà lại bà lo cho ông hả? Thấy tôi mũi lòng cái bà đặt hả? Cái này là kế của anh hai đó. Vậy là người sắp xếp hại tôi. Không ai hại ông hết á. Người ta chỉ vạch trần ông thôi. Ông mới là cái người hại người ta đó. Thấy không? Anh hai, bé muốn đi du lịch. Đi du lịch nha cha. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Hồi hộp quá à. Lâu lắm rồi mới được gặp người yêu. Cũng một năm lận chứ bộ. Thơm. Anh được. Thơm. Thơm ơi. Có người nhìn đó. Có ai nhìn đâu. Thơm. Anh có mua nước mía cho em nè. Thơm. Anh nhớ em lắm á. Em cũng vậy. Thắm, cho anh hôn em miếng nha. Thôi, không được đâu. Mọi người nhìn thấy đó. Mình đang đứng giữa làng mà. Anh kỳ quá à, tự nhiên đòi hôn em. Có ai đâu. Không. Ở ngoài này không có ai hết trơn á. Thôi. Hôn miếng rồi. Em biết. Ê, anh làm gì vậy? Tự nhiên giữa làng giữa sống hôn nhau. Thì một năm trời mới gặp nhau. Anh hôn em miếng có gì đâu. Thôi, không được đâu. Anh hai em nói á, là khi nào cưới nhau rồi muốn làm gì làm. Anh làm gì? Ủa? Cái gì đây? Thì cái xe đạp của anh. Sao là cái xe đạp? Cái xe máy của em đâu? Cái xe máy em đưa cho anh lên Sài Gòn mà. Anh mượn của em sao giờ tự thành cái xe đạp là sao? Không phải. Trời đất ơi, anh bán rồi. Sao anh
Em bán xe của em. Anh bán là đầu tư. Đầu tư là sao? Đầu tư là như vậy, là khi mà anh bán chiếc xe, anh được 100 ngàn, cái anh đầu tư vô đó là nó sẽ lên được 1 triệu, 1 triệu nó sẽ lên thành 100 triệu, 100 triệu nó sẽ lên thành 1 tỷ, 1 tỷ nó lên thành mấy chục tỷ. Gì hay vậy, gì ghê vậy? Ừ. Lên Sài Gòn là làm được vậy hả? Đúng rồi, bây giờ nè, đó em nhớ cái xe máy của em không? Anh bán ra, anh đầu tư, bây giờ nó lên xe hơi rồi. Lên xe hơi luôn hả? Mai mốt anh mang xe hơi về cho em. Trời ơi, hay quá vậy. Anh hôn em miếng nữa nha. Không có hôn gì hết trơn, bây giờ phải cưới đã. Cưới đã rồi muốn làm gì làm. Anh phải về anh gặp anh hai của em, hỏi cưới đàng hoàng. Anh hai của em khó lắm, không phải muốn làm gì làm đâu. Vậy thôi, em về trước đi, rồi tí nữa anh tính toán anh qua anh gặp anh hai. Nhớ nha, qua gặp anh hai em liền đó nha, để hỏi cưới em đó nha. Ok, lát mình cưới nhau. Em về nha. Tức thiệt luôn á, tao nói cả năm trời không có chén được gì chứ. Anh ơi, mai là em bệnh lại á, tí nữa là cái chân của anh nó vô đây rồi. Trời ơi, hên cho em á, anh chỉ mới đá gió thôi chứ anh mà quay vào lái là đã gì chết em luôn à. Em định qua biếu anh miếng quà. À, thôi vô nhà ngồi chơi chút. Đi vô. Ngồi. Dạ. Làm với anh liền nha. Đây. Đây. Ê, anh. Đời bây giờ ai mà uống mấy cái rượu đế này. Đây, mày đang nói sao tao uống mỗi ngày mà mày. Đây, em ở chợn về, mang mấy chai rượu ngoại về biếu anh. Đây, một ít quà nữa nè, quà ăn. Trời đất ơi, mày tới mày thăm tao là được rồi. Bày đặt ba cái quà cáp làm gì, nhưng mà nghe nói hình như là rượu ngoại là ngon lắm nha, ngon hơn cái rượu đế à. Cái rượu ngoại này anh mua không có. Ờ. Cái này là đây 1990. Ờ. Là gần mười mấy năm rồi. Đấy, cho nên là rất là ngon. Nếu mà 1990 là mười mấy năm là coi chừng nó bị hết hạn nha, nó hết hạn là không uống được đâu. Anh là không biết gì hết trơn á, mấy cái rượu ngoại này nè, càng lâu là càng ngon. À, vậy hả? Ồ hay á. Rồi. Thôi bây giờ như vậy nè. Ê, nó nghe à. Ở sáng giờ nó ngồi trong buồng á, nó cười khúc kha khúc khích giống như con khùng vậy đó. Mà cũng thông cảm, tại gần có chồng rồi mà. Nói chung là nó thấy em là nó khoái. Mà bây giờ anh thấy em về, anh cũng khoái nha. Thôi, quà vô đây thôi, lần khác đem á, có đem ít thôi. Thôi, đem rượu thôi được rồi, đừng đem gì khác. Anh sao vậy? Em ở Sài Gòn bây giờ em làm tháng cả 100 triệu. Mấy cái rượu này nhầm nhọ gì, đừng có tiếc gì đó. Đây, để em khui em mời anh. Trời ơi, em nói gì, thiệt á hả? Em làm tháng 100 mấy triệu, bây giờ một nhiều khi sắp tới mở mấy cái công ty á, nhiều khi cả 500-600 triệu anh ạ. À. Trời ơi, một tháng mà 500-600 triệu hả? Dĩ nhiên. Nó nghe nè, em rể. Em biết thí dụ như sắp tới là em là chồng của con Thắm, có nghĩa là em rể anh ơi. Đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ em có cách nào em giúp anh, nha. Giúp anh làm ăn á, giống như em á, kiếm tháng chừng vài chục triệu thôi. Vậy cũng được rồi, không cần cả 100 triệu đâu. Trình một cái là anh em mình giàu thành tỷ phú ngay. Nói chung là em thấy nhà cửa anh vậy chắc tài khoản của anh chắc cũng không nhiều đâu đúng không anh? Tài khoản là gì? Tiền để dành tích góp của anh ấy. Tiền để dành tích góp hả? Ừ. Anh thì đâu dám ăn xài đâu, ngoại trừ cho con Thắm rồi lo cho nó thôi, chứ còn nếu mà tính ra dư chắc dừng khoảng 1-2 tỷ à. Cái gì? 1-2 tỷ? Thì có gì đâu ngạc nhiên, em coi thường anh dữ vậy. Thì có thể là 1-2 tỷ của anh á là nó không giống như em. Tại vì em làm ăn lớn, có thể là em dư nay cái mấy trăm tỷ. Nhưng mà chắc có lẽ là không bằng được cái móng chân của em, cho nên anh cười anh vậy đúng không? Em không có cười. Thôi mà nói chung là mình không bàn chuyện đó đi. Bây giờ mình bàn cái chuyện đám cưới của em được không? Đám cưới hả? Đám cưới. Đám cưới thì có sao đâu, mình em là... Bây giờ có nghĩa là mày đang lo là cái khu vực này không có chỗ để cho mày đáp đúng không? Đúng rồi. Mày yên tâm, tao chỉ cần hú một tiếng thôi, mấy đứa đệ tử tao là qua nó tàn sát hết. Tao hy sinh mấy mẫu ruộng tao tàn sát, sang phẳng nó hết. Tao làm, tao trải mà xi măng ra, coi như mấy nhà cái bên tao đạp luôn, mấy cái cây luôn, tao làm sao cho phẳng để cho kín chiếc
máy bay phản lực đó, nó đáp xuống đấy, rước dâu bằng cái đó nó nhìn nó ta mới nể phải không? Nhưng mà ba cái lúa này kia chết. Ôi trời ơi, sắp tới giàu rồi, ba cái lúa nghĩa lý gì, bây giờ lúa mà không có thì mình bỏ tiền ra kêu người ta làm cho mình ăn. Hồi nãy anh hai nói là anh hai có mấy tỷ trong nhà đúng không? Đâu mấy tỷ, chừng có khoảng 2 tỷ hơn à. Làm từ đâu lâu lắm mà để dành dụm tới giờ luôn á. Sao anh không bỏ tiền vô ngân hàng đi, bỏ trong nhà vậy nguy hiểm lắm á. Anh đâu có biết để tiền vô ngân hàng là để sao đâu. Đây. Cái này là gì? Cái này là thẻ ATM. ATM hả? ATM là cái mà đựng tiền. À, anh nhớ không? Lúc nãy em nói với anh là em có cả 100 tỷ, anh nhớ không? Đấy, 100 tỷ của em trong này nè. Cái gì? Trời ơi! Cái này mà nó chứa được cả 100 tỷ hả? 100 tỷ trong đó anh. Vậy rồi muốn lấy thì sao? Rồi sao? Thì bây giờ dễ lắm, bây giờ anh chỉ cần đút vô thôi. Công nghệ phát triển 4.0 mà, cái này anh không biết. Nhà như vậy nó vô nó lấy tiền hết. Sao anh cứ bỏ tiền vô ngân hàng, anh lấy cái thẻ anh đâm vô cái rút tiền ra. Trời ơi, đã quá vậy. Vậy em làm cho anh đi, rồi mới mốt anh kiếm tiền tỷ. À anh bỏ vô đó luôn chứ để công người ta chơi mà sao? Bây giờ anh có 2 tỷ đúng không? Ừ. Em giúp đỡ anh 2 tỷ là mình phải đầu tư. Mình phải có quy trình, lộ trình, mình phát triển. Mình đầu tư này kia nhiều công ty. Anh kiếm 5-7 tỷ là chuyện bình thường. Trời ơi. Đó, đã là anh em trong nhà rồi thì mình phải giúp nhau chỗ đó. Không, mình phải có tiền, có qua có lại. Mình sẽ cùng tiến, không, cùng làm giàu. Đó, mà phải công nhận nha, nếu như con Thắm mà lấy được em á thì chẳng những con Thắm nó hãnh diện mà anh cũng hãnh diện với cả nguyên chòm sớm đây. Thấy chưa? Em của anh đấy. Đó. Nói chung á, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Ừ. Làm sao mà anh kiếm được nhiều tiền nhất. Bây giờ nè, ngồi đây, để anh vô lấy tiền cho em nha. Nói chung lấy là tiền, em... Lấy tiền lên. Đây, có rồi. Giấu cho kỹ vô chứ trời ơi. Trời đất. Đây. Cái thẻ em tên gì? ATM. Đây, ATH. ATH là gì anh? ATHEL. ATHEL. Đúng rồi. Ngon á. Đó, rồi bây giờ anh đập cho em coi. Nếu mà mình mà lấy đồ mình lấy đập gì là chuyện bình thường, con nhà giỏ là không ai mà đập kiểu vậy hết trơn á. Anh đập bằng tay luôn hả? Chứ sao, chuyện bình thường. Cẩn thận. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi anh Hai ơi. Anh Hai tôi. Wow. Ủa? Ủa? Anh được. Thắm ra đây, ra đây Thắm. Thắm. Thôi qua đi trời ơi, gần cưới rồi mà mắc cỡ. Trời ơi, sao nhìn anh bảnh tỏn quá vậy? Nhìn cái gì kiều vậy đó. Ngạc nhiên không? Thấy sáng không? Sáng cả ông vùng trời đúng không? Dạ. Anh mang rượu với lại mang quà qua biếu cho anh Hai. Ủa nhưng mà anh Hai. Hả? Sao anh đập hết heo của em vậy? Mày biết cái gì, tiền làm ăn thì bây giờ cần làm ăn, vốn làm ăn thì mình phải lấy tiền đó chứ, mình đợi mà tới hồi mà gần Tết của mày la mất cơ hội của tao sao? Nhưng mà anh nói là hết năm nay mới đập, bây giờ mới có giữa năm mà anh đập rồi. Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ mày có cơ hội làm ăn thì mày cần tiền, là bây giờ lấy tiền đâu, không đập ra lấy tiền đâu mà làm hả? Giờ sao có làm ăn được không? Trời ơi anh Hai. Dạ. Quên. À, nói chung là bữa nay có khách nha. Ê đó nghe nè, yên tâm, khi mà giàu lên á là không phải là chỉ thằng chồng em lo cho em không đâu. Anh Hai sẽ lo cho em, riêng bản thân em không là ít nhất phải là 50% số gia tài này. Tại vì sao? Tiền này sẽ được nhân lên gấp 10, gấp 100, gấp ngàn lần. Mình sẽ thành đại gia. Anh là đại gia anh, còn em là đại gia em. Được chưa? Mình là đại gia đình đại gia. Đúng rồi. Anh Hai hứa rồi nha, chia một nửa cho em á nha. Hồi đó giờ mày chọn tao nuôi không chứ ai? Rồi, bây giờ như vậy nè. Mày nghe lời tao đi. Mày vô phòng mày ngồi mày cười khúc khích giống như mấy con khùng hồi sáng đi. Còn chuyện để tao với lại thằng em, để tao ngồi bàn câu chuyện chút xíu nha. Chứ mày ra đây hồi đâm thùng lũng dữ lắm. Đi vô. Gì, em vô. Ê nó nghe nè, bây giờ vậy nè, mày ra sao mày làm gì tao con gà nghe, con gà đem gì hả? đúng rồi trời ơi, uống rượu tây phải ăn gà nó mới ngon. Vô lẹ ăn gà. Ừ, ngồi xuống đem tiền phụ nè, nhanh. Tính gà cũng nhiều quá anh ha. Thôi chuyện bình thường, tao còn mấy con heo trong kia nữa đây. Rồi bây giờ cầm này đỡ đi. Dạ. Đó, nghe. À, cũng nhiều lắm anh Hai ạ. Bây giờ nè, quan trọng là tính cách làm giàu. Tính cách làm giàu. Nè. Sao? Gì? Hình như là bữa còn nợ tiền sáo đúng không? Trời ơi, hình như gì nữa. 452.000 một năm rưỡi rồi đó chú. 452. Đây. Rồi chờ chút lấy tiền thối cho. Khỏi thối sao? Bò sao luôn. Bò luôn.
con mà. Ôi bảnh bậy, bỏ thiệt luôn hả? Còn 48.000 lận đó. Bò sáo dữ thì sao? Trời ơi, ôi, con thử lòng sao thôi. Ôi đã ta. Trời ơi, làm gì bữa nay giàu hả? Bữa nay giàu hả? Giàu gì? Sáo nhìn con không thấy con bảnh hả? Thì bữa nay mới thấy bảnh nè, chứ hồi trước lợi quán là chỉ có trên văn dưới dép thôi. Đây, sao thấy gì không? Dạ. Cái này cạc điện thoại mà sao nó cứ... Sao mà cái cạc được? Đây là cái thẻ ATM. Là gì? Là cái chứa đựng biết bao nhiêu tài sản của con trong đó. Cả 100 tỷ trong này nha Sáu. Thôi Sáu không biết rồi thôi con cấp. Gì? 100 tỷ à? 100 tỷ. Thiệt chơi? Sao con lẹ con đi nói chơi Sáu làm chi? Ủa ngon bấy. 100 tỷ là giàu lắm luôn á. Tất nhiên con mà. Trời ơi lúc này con bảnh lắm Sáu. Bây giờ Sáu muốn làm sao? Mới mốt con về đây con đầu tư con làm nguyên cái quán hoành tráng cho Sáu luôn. Ủa nhưng mà giàu mà sao về quê ở? Trời ơi, tại vì bây giờ sức khỏe quan trọng mà, ở trên Sài Gòn dịch quá rồi con chạy về đây tí xíu. Đúng rồi, dịch người ở thành phố về cũng nhiều lắm. Mà nói nghe, làm gì thành phố mà giàu vậy? Thì nói chung là con buôn bán hột sòn, kim cương ký. Hả? Hột sòn kim cương ký đó hả? Ừ. Trời ơi, tưởng cái gì là hột sòn ở trong chợ lớn mà người ta bán rổ, người ta bưng đặng bán cho mấy người ra ngoài lề đường bán lẻ đó phải không? Sao? Sao mà bán lẻ vậy được? Sao nhìn con đi ăn mặc bảnh bao, tài khoản 100 tỷ không lẽ đi bán ba cái tầm bậy bạ đó. Con buôn bán là hàng thật, hàng ký đàng hoàng. Hộp xoàn thiệt mà cân ký luôn. Chính xác, nguyên một cái dãy mà tiệm vàng này kia là con giao hết, giao sỉ luôn. Thì kỹ luôn hả? Đấy. Trời ơi, nhưng mà tao hỏi mày vốn ở đâu mà mày giàu? Chứ hồi xưa mày vô quán tao thiếu điều mày muốn xin ăn luôn á. Trời đất ơi, Sáu. Đây, Sáu nhìn con đi. Bảnh bao không? Đẹp trai không? Rồi, biết bảnh rồi, khoe hoài. Đây, xây vòng cho Sáu coi luôn. Rồi. Tao hỏi làm sao mà mày giàu? Thì nói chung là con may mắn. Nói chung là khuôn mặt bảnh bao, đẹp trai. Nhờ ông chủ của con support. Ông chủ nào? Thì ông chủ tiệm vàng với hộp sòn này kia đó. Ông nhận con làm con nuôi luôn. Là ông chủ hột sàn nhận mày làm con nuôi hả? Chính xác, con là con nuôi mà bây giờ con là chịu trách nhiệm hết tất cả vàng này kia rồi, hột sòn rồi là con lo hết. Ủa là kia bằng thừa kế đó. Thừa kế luôn đó. Ông có vợ không? Ông có vợ rồi Sáu. Nhưng mà vợ ông chết Sáu. Ngon mày, vợ chết rồi hả? Trời ơi đã. Ngon lắm Sáu. Mà với lại á, con bây giờ á là dạng giống như là con ruột trong gia đình vậy đó. Con quyết định hết tất cả hạnh phúc của ổng luôn. Vậy đó hả? Đấy. Ổng quen ai vậy? Ổng có hỏi ý kiến mày không? Trời ơi sao không? Quen ai làm cái gì, tiền bạc là đứa con xài là không nói rồi nha. Mà quen bất kỳ người nào hay làm bất kỳ cái gì đều hỏi ý kiến con hết. Nói nghe nè, Sáu là nào giờ Sáu không có chồng, ta còn chín lúng mày. Quán Sáu cô đơn, thấy không? Sáu cô đơn. Mấy bữa nào mày dẫn ổng về quán Sáu chơi đi. Dẫn gì? Vợ mấy Sáu, mai mốt Sáu lên Sài Gòn với con. Thiệt không? Thiệt. Ê, được nghe. Ê, bữa nào để tao sắm cái áo đầm hay dây rồi tao mặc cho mày dẫn tao. Sáu cứ mặc áo bà ba là được. Vậy hả? Cứ dày là đẹp. Vậy đẹp rồi hả? Dày là đẹp nhất của Sáu. Được ghê á. Nói nghe là ăn gì không? Sáu nói cho ăn. Cứ cho con tô mì 2 trứng. Ủa, đại gia 100 tỷ hột sàn mà sao ăn mì 2 trứng kìa? Tại vì con thích những món quê sao? Đúng rồi. Mấy người mà giàu thường người ta hay kiếm đồ đặc sản lắm. Nhưng mà mì 2 trứng đặc sản gì trời? Để Sáu ra ngoài sau á, Sáu mừng con gà nồi, tao hấp xả cho mày ăn luôn. Gà nồi hả Sáu? Gà nồi luôn. Trời đất ơi, ngon vậy? Ở Sài Gòn con còn ăn ba cái gà Tây không? Kiểu nó trời ơi, gà ngon. Mỹ lặt nhách thịt bở rẹt ăn cái gì? Để Sáu bắt gà nồi Sáu mừng cho ăn. Mày chờ xíu dạ, không? Dạ Sáu. Anh được. Ủa Thắm, anh ở đây rồi. Tiền em đâu rồi? Tiền của em á. Tiền gì? Tiền trong ống heo đó. Tiền ống heo. Em cái này anh bữa giờ anh nè em biết cái này cái gì không? Gì vậy? Cái thẻ ATM. Trong này cả 100 tỷ của anh trong đó đó. 100 tỷ? 100 tỷ hơn đó. Đây đưa đây anh coi. Này cái tiền này á là để cho anh, hiểu không? Mấy cái đồng bạc lẻ này em tính toán với anh chi? Đưa cho anh xử lý cho. Anh đầu tư, anh mua xe hơi 4 chỗ cho em đi. Xe hơi 4 chỗ là của em á nha. Thì xe hơi là em đứng tên. Được rồi, bây giờ em không đòi tiền anh nữa. Nhưng mà em có chuyện gấp. Chuyện gấp là chuyện gì nữa? Anh phải đi với em. Đi đâu? Phải đi với em, tụi mình phải tính toán vài thứ nữa. Nhưng mà chưa, cô Sáu mới làm con gà. Làm gà? Làm gà cho anh ăn. Em ăn ở đây. Sáng, hai đứa ăn mình, gà. Hai đứa mình ăn chung.
giàu có quá. Sáng sớm đi ăn gà luộc, rảnh quá. Đi đâu Thắm? Em dẫn anh đi đâu vậy? Đi ra đây lẹ đây, nhanh lên. Đi đâu? Em chỉ cho. Nè, bây giờ anh thấy nguyên một cái khoảng đất bên này, anh thích bên nào hơn? Bên nào anh cũng thích, nhưng mà anh thấy nó hoang phí quá không em? Có gì đâu hoang phí. Nếu mà anh thích cả hai bên thì mình lấy luôn cả hai bên. Hai bên ha? Em muốn hai bên thì anh lấy hết hai bên. Xong rồi á, mình sẽ sang bằng hết nguyên cái mảnh đất này luôn. Mình sẽ thành một cái sân bay to chà bá. Để mình thuê phi cơ mình quay vòng vậy nè. Giờ em muốn tất cả nguyên cái miếng ruộng này là cái sân bay đúng không? Em muốn thì anh sẽ đổ cát anh làm hết cái sân bay cho em. Nhưng mà anh thấy vậy hoang phí quá không em? Sao hoang phí? Anh thấy vậy hoang phí quá rồi. Lỡ bây giờ anh xây cái sân bay hết nguyên cái đám ruộng này nè, ba cái đám ruộng này luôn đó, xong rồi lỡ cái sân bay nó làm chết hết ruộng lúa của người ta rồi sao? Thì anh bồi thường. Anh có mấy trăm tỷ trong ATM thì anh lo gì? Em ưng cái chỗ này rồi, mình chọn chỗ này ha. Nhưng mà thôi được rồi, để em quyết định cho. Bây giờ em sẽ nói anh hai chặt hết mấy cái đám dừa đó luôn, rồi mình sang bằng hết tất cả lại, mình làm cho kịp chứ sắp hết dịch rồi, mình cưới ngay anh ha. Ok, nói chung là em muốn sao cũng được chứ. Bây giờ em muốn 100 chiếc phi cơ, một đội phi cơ thải hoa xuống anh cũng làm cho em nữa. Dạ. Đồng ý ha. Dạ. Vậy không mấy bây giờ em về trước đi. Anh ở đây anh tính toán tính sao mà để cho nó hợp lý, đổ cát, đổ này kia cho nó đám cưới nó hoành tráng. Em về nha. Ok. Bye bye em. Bây giờ một miếng, hai miếng, ba miếng. Làm sao cho nó hoành tráng. Ok. Bây giờ là khu này là để cho phi cơ là đậu là ngon rồi. Nó hơi vướng chút. Hàng rào này là dỡ banh ra luôn. Chiều nay mình kêu chỗ đó là gỡ banh ra luôn. Cái này anh hai cái... Anh hai. Cái gì vậy? Trời ơi, có chỗ đậu phi cơ rồi. Ủa, như vậy chưa đủ hả? Mình còn làm gì thêm vậy? Hai chiếc. Trời ơi, đúng là đại gia chơi lớn thiệt. Không chơi trong hai chiếc phi cơ thiệt. Mà mình phải chọn mẫu nữa, tới 800 mẫu phi cơ khác nhau lận. Mình phải chọn cái mẫu đẹp nhất. Đúng rồi. Mà anh hai biết không, anh còn nói với em là anh sẽ gắn hoa lên trên phi cơ, giống như là gắn hoa trong xe ô tô để rước dầu á anh hai. Như vậy nó mới lãng mạn. Trời ơi, nó đẹp, tao tưởng tượng, tao thấy, tao muốn làm cô dâu luôn đó mày. Em ngồi cho nó là tha hồ ngắm cảnh. Lúc đó mình ngồi trên phi cơ cái mình nhắc, ê, có mình mày ngắm mà tao đâu được ngắm mày. Đúng rồi. Tao đẹp vô duyên nha. Thôi bây giờ nha nè, tao là chịu thiệt đi, tại vì đám cưới em tao mà. Bây giờ tao đứng dưới này tao đợi, không? Phi cơ chuẩn bị đáp xuống cái mày nhớ mày ráng làm sao mày mở cái cửa kính á, cái cửa sổ của máy bay á. Được rồi. Mà lò tao đây là anh hai, tụi em gần tới. Để tao biết, mày biết chiều không? Tao ra tao đứng, tao đưa cái bản mặt tao lên như nè. Đó, tao nhón lên như nè cho tao thấy. Thấy không? Mày nhờ cái thằng mà chụp hình á, nó chỉa xuống nó lia máy luôn. À, em hiểu anh hai rồi. Mày nhớ chưa? Rồi, để tao biết mày sắp đội hình thành chữ V đồ cho đẹp. Có gì em vẫy tay nha anh hai. Đó, thấy chưa? Mày yên tâm đi, tao sẽ kêu hết mấy đứa lính tao luôn. Mấy đứa lính tao vô để là làm xong mừng ruộng của mình hết để cho phi cơ nó đáp xuống. Được anh hai, anh phải gọi hết 500 thằng đệ tử phải sang bằng hết nguyên cái đồng ruộng nhà mình. Sao sao sao? Nguyên cái đồng ruộng nhà ông Tám nữa. Trời ơi. Nhiêu đây chưa đủ, còn qua bên chỗ ông Tám. Hai chiếc mà anh hai. Rồi rút cuộc cái tiền đó ai lo? À quên, đại gia, yên tâm. Ruộng vườn nhà mình là tao giải quyết hết trơn rồi, tao bán hết trơn luôn. Tao bán hết rồi, bắt đầu cái nhà này cũng giải quyết luôn rồi. Đặt nó chuyển tiền vô cái thẻ ATM gì á. Đúng rồi. Mày đó, vậy nó gọn chứ không lẽ nó cầm nguyên cọc tiền nó đi gì. Cô Sáu, biết tìm thằng Được ở đâu không? Thằng Được nó đang ngoài kia, nó đang chuẩn bị làm đám cưới. Không có, cái gì? Thằng Được á. Ờ. Nó biểu là gom hết tiền đưa cho nó. Xong rồi nó kiếm hộp sàn kim cương cho rồi chơi. Ờ. Ừ, rồi cái hết rồi. Gom hết đưa nó rồi. Nguyên cái quán sàn luôn rồi. Đưa cho nó hết rồi. Làm cái gì? Rồi cô Sáu được nhìn lấy kim cương hộp xoàn chưa? Được cái móc xì á, giờ nó biến mất luôn rồi. Giờ đi kiếm nó đi. Cô Sáu nói gì kỳ vậy? Tự nhiên cô Sáu nói chồng con vậy? Mày tránh ra coi, để tao xử lý vụ này cho. Nè, tôi nói cho cô nghe ha. Đừng bao giờ mà nói động chạm tới thằng em rể đại gia của tôi nữa nghe. Đại gia cái đầu hía. Đại gia cái gì? Nó là công nhân đi làm mướn ở trên thành phố á. Rồi cái mùa dịch, cái nó không có tiền. Nó bị... Nó hết tiền rồi, cái nó về nó huy động vốn ở trong xóm mình nè. Ai có tiền là nó gom hết vậy. Thì nó gom là nó làm ăn rồi xong nó làm ăn cái đầu mày á. Nó biến mất luôn rồi. Cái gì? Bây giờ gọi điện cho nó coi thử coi được không. Gọi điện thoại cho nó là ở với e luôn rồi. Cái gì? Hồi nãy có thấy nó đứng ngoài không? Nó chuẩn bị là máy bay gì mà. Rồi nó bay luôn rồi đó. Ờ tụi bay có bị gì không?
có gom tiền được đó không? Có gom tiền được nguyên cái nhà. Mày đừng. Xong rồi. Cái đông ruộng. Mày đừng có nói vậy. Mày phải có trách nhiệm. Anh Hai mới có trách nhiệm á. Đó là anh Hai đập heo của em. Anh Hai đập heo của em đưa cho ổng. Mày đứng xuống dưới. Mày đứng xuống dưới. Nè, mày là em tao mày chứ không phải là mày bà nội tao. Mày đứng trên đây mày nói chuyện tao ngước lên nè. Nó là chồng mày phải có trách nhiệm trả lại cho tao. Mày đừng nói nhiều. Kiếm nó trả lại cho tao đi. Mày phải trả lại. Được rồi, bây giờ muốn kiếm đúng không? Anh Hai huy động 500 anh em của anh Hai đi. Để làm gì? Truy tìm nó. Đúng rồi, truy tìm. Nhưng mà bây giờ trời ơi, biết tìm nó đâu giờ? Biết tìm nó đâu giờ? Tiền ơi. Vàng ơi.